Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay chúng ta sẽ đi lang thang ở đường Cao Đạt nha. Đây là đường Cao Đạt, Cầu Chữ Y, quận 5. Thì hành trình hôm nay của chúng ta là sẽ đi từ đường Cao Đạt, đi ngang qua căn nhà 175 Cao Đạt để gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh về căn nhà ngày xưa. 175 thì nằm bên tay phải nè. Bữa nay thì rất là nắng, trời rất là nắng. Nên chúng ta đi buổi chiều cho nó thuận ánh sáng, không bị chói nắng. Đây là cái hẻm chùa Thiện Mỹ. Cái hẻm này cũng đi thông vô chợ, chợ nhỏ Cao Đạt luôn nè. Hẻm chùa. Trong đây có cô bán bún măng, bún bò. Rất là ngon ha. Bánh khọt. Em có review cho cô chú chị mình xem rồi đó. Nhà 175 thì vậy là cái nhà bán thuốc, thuốc Long Viên. Nhà này thì đang cho thuê lại nè. Đó. Cái bên thì có cái shop audio và cầm đồ. Ở đường Cao Đạt thì nổi tiếng những cái shop cầm đồ. Rồi em gửi hình ảnh nhà 175 đến cô chú anh chị nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Đây, tiếp tục hành trình thì chúng ta sẽ đi đến đi đến hẻm 56 bến Hàm Tử. Đây nhà của chú Sang đã được cho thuê rồi nè, thuê bán bánh canh cua. Gửi chú bạn xem nha. Nhưng mà nếu mà chú có xem được cái video này thì cho xin các comment nha. Hôm bữa có tới nhà của chú Sang rồi. Ủa chú Bằng rồi. Ủa chú Sang chứ. Con lộn hoài. Để ghi hình. Nhưng mà chú không cho quay phim nên con cũng không tiện. Đây, chúng ta sẽ theo hướng này và đi đến bến Hàm Tử. Thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đến cầu Chữ Y nè. Cầu Chữ Y bây giờ rộng lắm, mới làm cái bề mặt cầu á. Những con hẻm 63, hẻm đi đến chợ nhỏ ngày xưa nè. Một lần nữa cho anh chị nhìn lại nha. Rồi tới hẻm 55. Hẻm 55 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái hẻm 56 bến Hàm Tử. Ngày xưa kế bên hẻm thì có cái nhà may. Nhưng mà bây giờ thì cái nhà may đó đã đổi tên rồi. Hình như thành cái salon ô tô rồi phải. Bán xe hơi.
À, chúng ta đang đi ở bên hông cầu chữ Y. Đây thì có cái chung cư Ngọc Khánh mà. Đó, chung cư Ngọc Khánh. Cái building này. Chói nắng quá. Building này mới xây lại thôi. À, hồi xưa là một dãy nhà cấp 4. À, như thế này. À, mình trên cao mình nhìn thấy không được. Ủa, ở dưới đây mình nhìn thấy không được, ở trên cao mới đứng lên cầu Duy mình mới nhìn thấy được cái dãy nhà cấp 4 ngày xưa. À, cặp bên hông cầu chữ Y. À, bên kia thì có cái ngày xưa là cái nhà đèn chợ quán. À, khu vực này khu vực chợ quán mà. Thì cái video này em cũng định thực hiện rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có dịp đi quay để gửi cô chú anh chị. Thì hành trình của chúng ta đi từ cái đường Cao Đạt qua đường Nguyễn Biểu rồi mới đến ngã ba bến Hàm Tử, ngày xưa bây giờ là Võ Văn Kiệt. À, đây rất là mát nè, cái chiều đây rất là mát. Cầu chữ Y hiện đang vẫn còn làm lại cái bề mặt cầu đó để mở rộng thêm, và cái hành lang đi bộ sẽ nằm bên hông cầu. Hành lang đi bộ này đi lên và đi qua bên kia xuống cái đường Dương Bá Trạc. Chúng ta đang ở ngã ba đường Nguyễn Biểu và bến Trương Dương, bến Hàm Tử ngày xưa. Đây thì bây giờ là đường Võ Văn Kiệt. Hiện cái đường này rất là lớn, rất là rộng nè. Đây là dưới chân cầu chữ Y nè. Nhìn cái gầm cầu so với ngày xưa thì rất là, cái đường rất là rộng ha và thoáng nữa. Đường rất là lớn tại vì phải giải tỏa một cái dãy nhà bên sông nên ta nhìn thấy đường rất là đẹp. Kế bên thì ở đây thì có cái ủy ban của cái công an phường 1. Đây, cái này là cái bằng ngày xưa là cái nhà mai gì anh chị đã chia sẻ nè. Bây giờ thì thành cái gara Mitsubishi. Hồi xưa là Sendin vậy đó, Sendin. Cái bên thì có hẻm 56 thì bây giờ đây là hẻm 666. Ủa, chị cho hỏi này, phải hẻm 56 hồi xưa không chị? 56. Dạ. 56. Hồi xưa 56 Hàm Tử phải không? Không phải, là 48. 48 à? 56. Dạ, dạ cảm ơn. Em nhầm. Hẻm 56 là hẻm kế bên đây. Đó. Hẻm đi vô giáo xứ Mai Khôi. Dọc hai bên đầu hẻm thì có bán đồ vật liệu xây dựng.
camera. Ừ. Không, bà con mình thắc mắc ông cầm cái gì. Đó, đây là hẻm 50 58. Ủa sao không có hẻm 56 ta? Ồ, có lẽ đi lộn hả? Không thấy 56. Mà thấy 58 hơn chị ơi. Rồi đến đây thì chúng ta quẹo qua cái chung cư nha. À, chung cư nhà cháy ngày xưa. Chói rồi, chói rồi. Chung cư nè. Rồi chúng ta đi vô chung cư rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình đi đến hẻm 58. Hẻm 58 bến Trương Dương ở bến Hàm Tử. Hẻm rất là yên tĩnh ha. À, chúng ta quay theo hướng này thì sẽ đến đường Trần Bình Trọng. Nắng chói quá. Rồi một số hình ảnh ở hẻm 58 bến Hàm Tử và 175 Cao Đạt. Gửi đến cô chú anh chị mình xem để so với ngày xưa thì coi có khác gì hay không nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, đây là đường Trần Bình Trọng rồi nè. À, theo hướng này thì chúng ta sẽ đi ra bến Hàm Tử, Võ Văn Kiệt. Còn hướng này thì chúng ta sẽ đi đến nhà thờ Chợ Quán. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.